Các bạn, mình là Hào Miêu, bạn em đi Hào Miêu. Chúc các bạn một ngày vui. Mấy tuổi em? 17 tuổi nha. Em có là giàu nghèo em đấu giá không á chị? Rồi vậy tốn 1 triệu để mua cái liều này, còn tốn bị mất quyền đấu giá thôi. Công bằng minh bạch mà nó lại gian lận này có xị rồi đúng không? Sao em biếu anh 20? em hối lộ anh 20 hả? Đúng rồi. Anh hít. Anh làm tốt quá. Anh thì có kinh nghiệm là 30 năm chưa từng hái nấm nữa. Nên cứ nấm gì anh cũng hái hết giờ cho em nè. Cầm bịch cho anh luôn. Không sao đâu anh. Cứ có nấm là mình hồi máu được anh. Mình hiểu rồi. À tên Ngang nha bạn. Thí Ngang đúng không? Rồi em tên là Kim Ngân nha. À Kim Ngân. Yeah. Anh tại dàn dĩ nó. Rồi. Gãy cũ vậy tên là Thí Ngang á mà anh chia tay rồi. Ok luôn. Ai chia ta? Mà có điều đặc biệt lắm anh. Em mới hữu hạnh nhập được một con bé. Hả? Được heo. Sao tự nhiên thằng này tự nhiên ký sinh cho tao. Rồi quý bạn nên không chơi được, bây giờ nó phải chờ hết mưa thì nó mới bơm cái này lên tượng nha. Kết quả là Toàn giờ nó ngồi nó canh cho Tú, rồi Tú canh cho Dĩ ngủ nha các bạn. Luân phiên.